Xin chào tất cả các bác. Hôm nay anh em từ sáng giờ bốc hàng rất là nhiều các bác. Thì ở video này em xin thông báo với các bác là hàng về rất nhiều. Tất cả những đôi loa tuyển chọn của bên em đã về được đâu đó gần 30 đôi loa các bác nhé. Và đây có những đôi loa rất đẹp. Đây các bác nhìn này, đẹp như mới luôn. Những đôi loa Nhật rất đẹp các bác, đẹp như mới. Mà đây là những đôi loa nó có cái tuổi thọ hơn 50 năm tuổi rồi. Đôi loa Technic các bác, SB400. Đôi loa này bác nào nhanh tay trên đầu video để các bác giá 7,5 triệu. Đẹp như mới các bác nhé. Cực đẹp luôn, đôi loa hơn 50 năm tuổi. Technic có 2 họng kèn. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái rãnh để mà tán âm. 2 vi tinh chỉnh, bass 27 hay 25 gì đó các bác. Gần còn zin đẹp như mới các bác nhé. Đôi loa thùng gỗ nặng, rất nặng các bác. Và đôi loa Technic này để các bác giá 7,5 triệu đầu video. Đây là bán vui các bác. Đôi loa rất đẹp các bác, hiếm nhá. Và một đôi loa Chio cực đẹp nữa. Chio 6700, GL6700. Một họng kèn, một bát 32, độ nhạy rất cao, hai lỗ thông hơi phía trước. Đôi loa rất đỉnh này các bác. Bác nào cần tối nay em sẽ giới thiệu và báo giá. Và một đôi loa Audex đây các bác. Đây là thùng nó đẹp nhưng mà cái đây là bên Nhật Bản trẻ trâu nó gắn lên các bác nhá. Chữ loa đẹp đấy các bác. Và về được rất nhiều loa các bác. Các bác cứ đợi Diatone này các bác. Các bác cứ đợi em sẽ làm video test từng đôi loa và báo giá từng đôi loa một cho các bác. Cũng như là âm ly về rất nhiều. Một chiếc âm ly ô tô rất hay các bác. Xin giới thiệu các bác một chiếc âm ly ô tô DCA1001. Đây là thuốc những dòng loa Bose 301 đây ạ. Hôm trước em đã có một video giới thiệu rồi. Chiếc âm ly này lại về một chiếc giá 2,5 triệu các bác nhá. Cực đẹp. Bạn nào có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em chiếc ô tô này. Đánh những con này đánh loa Mỹ rất hay. Loa Mỹ Bass 40 đánh vào cũng rất tuyệt vời luôn. Những con ô tô đấy rất là hay. Và xin cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua đã ủng hộ em rất nhiều. Ngày hôm qua em bận đón hàng đi chở hàng về đấy các bác, nên không có thời gian để mà quay video. Vậy là nên các bác mong các bác thông cảm. Cũng xin thông báo qua các bác luôn, có một đôi Pioneer 610. Hôm trước ông bác nào hỏi mua đôi loa này, bây giờ lại về một đôi mới cứng đấy các bác, mới đét luôn. Đó, những đôi loa trên 50 năm tuổi rất hay các bác. Trung Hoa Thị, đép Hoa Thị rất là hay các bác. Đằng sau có vi tinh chỉnh. Rồi bây giờ em xin dừng video clip tại đây. Các bác hãy chờ đón những video test cũng như là ghép cái cấu hình lên từ 6-7 triệu cho đến trên 10 triệu các bác nhá. Rồi xin chào các bác, xin cảm ơn các bác. Các bác hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm nút like giúp em.